Với anh em một cái mẫu micro đa năng giá cực kỳ bèo mà sạc được đây, đẹp chưa? Anh em nhìn thấy cái mẫu mic này nha, rất nổi tiếng ở trên thị trường nha, nhưng mà lần đầu tiên xuất hiện, lần đầu tiên mình review sạc được này, tích hợp hai pin đa năng này đây. Mình kết nối luôn con loa kéo cho anh em xem. Mua một lần mà sạc trọn đời giá cực kỳ bèo, chỉ vài trăm ngàn đồng. Đấy, vài trăm nghìn đây. Pin 10 sạc vào này, đây mình lắp trực tiếp cho anh em xem. Đấy, anh em mua về rất là đơn giản thôi. Mà anh em nào thích tín đồ màu đen thì cực kỳ hợp lý vì nó là màu đen. Đấy. Đây cổng sạc nó kết nối sẵn như thế này. Đấy, có hai chống lăn, bông lọc mic có nhưng mà thôi bỏ đi, mình thì không cần bông lọc mic. Đấy, đây. Thử cho anh em luôn, kết nối cực kỳ đơn giản, cắm được loa này, âm ly này, mọi thứ này. Đây. Mình sẽ bật nguồn lên cho anh em xem đây. Hai micro này mình ở quay trời sáng nên là cái góc độ nhìn nó không được chuẩn nhá. Đây, cắm trực tiếp vào mic này, vào loa này, đây. Đấy, bùm. Alo, alo, đây. Cắm luôn. Alo. Alo, 1 2. Alo, 6 7. Alo. Bây giờ mình sẽ thử cái độ bát xa của nó này. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 6, 7, 1, 2. Quý vị thấy mình bát xa không? Đấy, alo, 1, 2. Alo, 1, 2. Đấy, anh em thấy không? Lên nhà thử nhá. Đây, bây giờ mình sẽ về. Hồn lớn vào đôi mắt em. Tiếng mic rất là sáng luôn quý vị ạ. Đây, lên nhà này. Alo. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sâu, lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu làn tóc xòa vai mềm, lâu vắng chỉ nghe tiếng lá. Đấy anh em thấy không? Trông ngũ tôi nói tốt. Đấy, SM518 màu đen tuyền, củ mic đẹp anh em nhá. Chào anh em.